Lương công tử, tôi kính huynh. Trước kia tôi có làm chuyện gì đắc tội, mong huynh bỏ qua cho. Nhưng mà từ xưa tới giờ tôi không uống rượu với nữ nhi, thật là đáng tiếc. Có chuyện gì cô cứ nói thẳng ra đi. Lương huynh, người ta nói không ai đánh kẻ chạy lại bao giờ, những hiểu lầm trước kia mong huynh xóa bỏ cho, có được không? Huynh là người độ lượng, tôi kính huynh một chung. Hai vị không cần kẻ hát người hò như vậy, làm tôi thấy khó chịu lắm. Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Vậy tôi xin nói thẳng, tôi hy vọng huynh có thể suy nghĩ bãi bỏ hôn ước với Văn Tường. Từ đầu Tịnh, tôi cảm thấy bình thường cô rất thông minh, nhưng hôm nay cô còn ngốc hơn con heo nữa. Lẽ ra cô không nên nói những lời như vậy. Chúng ta hãy bình tĩnh cùng nói chuyện với nhau đi. Chẳng lẽ cô không thấy tôi đang bình tĩnh nói chuyện với cô hay sao? Thứ nhất, tôi nghĩ chắc bây giờ huynh đã biết, Văn Tường thà chết cũng không chịu lấy huynh. Hả? Vậy phải chờ tới khi nào cô ấy chết rồi tôi mới tin được. Thứ hai, cho dù huynh lấy được cô ấy cũng chỉ là thể xác, mối tình giữa tỷ ấy và ca ca tôi đến chết cũng không phai. Dù tôi không giành được tình cảm của cổ, nhưng tôi vẫn chiếm được thể xác của cổ. Dù tôi làm cho tim cô ấy đau khổ, cũng phải lấy cho bằng được cổ. Thứ ba, huynh lấy một người vốn không yêu thương huynh chẳng tốt gì cho huynh. Nếu như huynh chấp nhận bỏ cuộc, nếu trong khả năng tôi có thể làm được chuyện gì tôi hứa với huynh, mong huynh hãy nghĩ lại. Thế lực của đại tướng quân không thua kém gì so với thừa tướng. Lương huynh, tôi cảm thấy Tư Đồ Tịnh nói như vậy rất có lý đó. Tại sao huynh không tìm một người thương yêu huynh? Chuyện quan trọng là đại tướng quân có thể giúp huynh làm rất nhiều chuyện. Hai vị, qua cách nói vừa rồi của hai vị khiến tôi cảm thấy có vẻ rất có lý đó. Nói đi, huynh cần điều kiện gì mới chấp nhận bỏ cuộc? Tư Đồ Kiếm Nam từng đánh tôi một trận tơi bời, về chuyện đó tôi không thể dễ gì bỏ qua được. Lương quân trác này ân oán phân minh, có thù phải trả. Vậy huynh muốn thế nào? Tôi muốn thế nào hả? Để tôi nghĩ coi. Tôi muốn Tư Đồ Kiếm Nam đứng ngay trước mặt tôi, quỳ xuống và ôm chân của tôi để xin lỗi đó. Không thể nào. Huynh ra điều kiện khác đi. Cần tiền đồ vật hay quyền thế gì đó cũng được. Những thứ đó tôi đâu có thiếu, tôi đâu có cần. Bây giờ thứ mà tôi cần là thỏa nỗi nhục ở trong lòng. Nếu không thì miễn bàn. Tôi đã nói rồi, chuyện đó không thể được. Không thể quỳ. Dưới gối Nam Nhi có ngàn vàng, không thể quỳ trước người khác được. Không quỳ chứ gì. Nếu không quỳ thì quá đơn giản rồi. Ê, khoan đã, huynh muốn đòi lại sĩ diện chứ gì? Thôi được, tôi thay mặt ca ca tôi quỳ trước huynh, như vậy có được không? Không được. Muội không phải là Nam Nhi, dưới gối của muội không có ngàn vàng. Vì ca ca, muội chấp nhận làm mọi chuyện. Thế nào, Lương Quân Trác? Thôi được. Tôi cũng muốn nhìn xem lúc Tiểu Long Hà ngang ngược bướng bỉnh quỳ xuống đất là như thế nào đó. Làm đi, mời. Đừng mà Tư Đồ Tịnh. Vì ca ca muội phải liều thôi. Lương công tử, tôi thay ca ca tôi xin lỗi huynh. Huynh hãy độ lượng bỏ qua cho. Xin huynh cho ca ca tôi và Văn Tường tỷ được toại nguyện. Tư Đồ tiểu thư, cô làm vậy là không có đúng đâu. Cô chỉ quỳ xuống mà không lại thì không có được đâu nghe. Mong huynh cho ca ca tôi được toại nguyện. Tôi xin huynh. Tiểu Long Hà, không, tôi nên gọi cô bằng Tư Đồ Tịnh vẫn hơn. Tôi khâm phục cô sát đất. Vừa rồi cô xin lỗi rất đạt, lại cũng rất dứt khoát. Từ nay chúng ta không ai nợ ai nữa. Khoan đã, chuyện bãi bỏ hôn ước mà tôi vừa nói với huynh thì sao?
Xin lỗi. Chuyện bãi bỏ hôn ước thì làm sao tôi có thể mang vợ của tôi đi dâng cho người khác được chứ? Con ngốc thiệt đó. Đồ khốn kiếp, ta sẽ giết chết ngươi. Thế luôn hả? Thả muội ra, muội phải giết chết tên khốn kiếp này. Hắn ngang nhiên dám sử dụng muội, buông muội ra. Thế luôn hả? Mùi quỳ rất có tình nghĩa, quỳ rất can đảm, quỳ rất anh hùng. Đi, đi về. Tiểu Long Hà, mùi quỳ rất có giá trị. Mùi biết không, đại ca chịu thua mùi đó. Mùi nhìn xem, nhị ca cũng đến rồi. Đến đi. Huynh không có muốn gặp muội mà, huynh đến đây làm gì? Nếu ta không muốn gặp muội thì đâu cần phải đi tìm muội khắp nơi. Vậy đệ đừng hiểu lầm. Vừa rồi chúng tôi... Đừng nói nữa, vừa rồi ta đã nghe hết rồi. Nhị ca, huynh cố tình tới đây tìm muội sao? Ta đến đây là để giải thích. Lần trước lúc thị vệ đến báo, đúng lúc Trần Lâm ngăn cản Mi Nhi gặp Trẫm, Trần Lâm nói với cô ấy Trẫm đang bận, những người được tuyên triệu ngoài ra không tiếp ai. Phải, chính vì Văn Quý Phi đã nắm được câu nói đó, cho nên hoàng thượng mới nói với Trần Lâm kể cả muội cũng không gặp. Xin lỗi nhị ca, muội đã trách làm huynh rồi. Ta đoán được muội đi tìm Bạch đại ca, nên ta liền đến chỗ của huynh ấy để tìm muội. Tiểu Long Hà, sao muội lại ngốc tới nỗi đi tin lời của Lương Quân Trác vậy? Thú thật là muội không còn cách nào hơn nhắm mắt làm liều, cho dù chỉ có một chút hy vọng cũng phải liều thôi. Hey, muội quá nghi thơ. Nhị ca, về chuyện này huynh có thể giúp muội không? Tam muội, huynh đã đưa ta vào một tình thế rất khó xử. Huynh là hoàng thượng, lời nói vàng ngọc, chỉ chờ một lời nói của huynh thôi, có gì mà khó xử? Chúng ta về cùng nói chuyện đi. Bạch Vân Phi, An Ninh muốn gặp huynh. Ta đi dạo với Tam muội, lần trước ta không cho cái nhập cung, chắc cô ấy đang giận ta đó. Vừa rồi Tam muội qua thật rất tức giận. Ta nghe nói dạo này chuyện huynh và An Ninh đang rất thuận lợi. Cũng được. Ta đã biết huynh nhất định sẽ thích An Ninh.